ก็ลอยได้เหมือนที่9539455nóng ở bên này nóng. Vào xem live đi. Sóng không có nhưng wifi may quá. Đến rồi. Hả? 9539 9539 4555 9539 4 3 con 5 nữa. Hello, em chào chị Linh. Em chào anh Văn. Xin chào Hà Tiệp, Hà Tiệp đi Hà Nội về chưa? Thơm đấy nhở? Đói dã man. Xin chào Hiền Phạm. Tìm cơm về khó, đường mới nổi nổi. Kem chào thì thả nhé. Mấy con ấy thì là Tiệp ơi, trái Tiệp về gì cả, cứ mãi chơi gái chả thấy về nhà. Có được lấy đâu, đang chả có tiền về này. Chúc em gặp nhiều may mắn và thành công nữa. Em cảm ơn Hiền Phạm ạ. Công. Công là ông bầu ấy anh nhỉ. Bên này nóng lắm. Cái này cái thật cái giả nhỉ. Cái thật. Ờ đất này. Cháu chào bà chứ. Ủa, có thế hay rau nhỉ? Giờ được nghỉ ăn cơm. Chào quán cơm, tìm quán cơm khó kinh hồn. Cháu chào bà chứ. Ui giời. Dạ vâng, cô Hương ơi, cháu đi học. Nhớ bơm thì nhé là gì? Chị Linh ơi, bơm gì? Chị Linh ơi, bơm gì á? Bởi ở đây thì có bơm bia lạc không? Ngủ như lợn đấy. Ngủ đéo đâu, cứ nằm đấy là không ngủ. Em không ngủ thì nào, không ngủ. Dậy là tao say. Suốt từ hôm qua. Chiều qua cũng thức nha, mà tối qua cũng không ngủ được. Bia nhẹ bia đi, tí lên đỡ ở nhà xe. Bia nhẹ quá. Bia này đầu đường cho rất không lo. Tìm quán ăn khó quá thì uống nước tạm thì ơi. Bà chứ kê uống nước, có uống nước nhưng mà đói. Đói rồi lạ đi. Ở đây chỉ nguyên núi thôi. Thấy nhà ấy lắm, ít nhà lắm.
May quá thế nào lại đi gần đến cửa khẩu để tìm đến quán cơm Việt. Thế là rẽ vào đây luôn. Bao nhiêu cây đến cửa khẩu nhỉ? Thế ấy bác bảo là 10 cây nữa. Quay lại đằng kia 10 cây nữa là đến cửa khẩu. Đi quay lại không? Ờ. Tại vì lên đây tìm quán ăn mà. Chứ đằng kia có quán đâu. Hai cô có sang cửa khẩu không nhỉ? Trường. Đến trường à? Ơ nhưng mà thế xe này về thì hai cô đến lúc về hai cô cần về rồi. Dạ. Hai cô ở bên nhau. Hôm nay gặp ngay bún rồi. Chơi hết. Bún nào. Bác ơi, nhà mình là người Việt hay là người Việt? Là người Việt sang cái định cư bên này hả? Sang kiếm ăn. Việt khó quá, khó kiếm ăn quá. Vâng. Nhà mình sang đây được lâu chưa ạ? 27 năm. 27 năm rồi. Quê bác ở đâu ạ? Huế. Đói hay sao nhìn vào buồn hay chưa? Dạ vâng, sáng ngay bên cửa khẩu Việt Lào thì ăn được bát phở. Xong rồi đến giờ mới ăn trưa. Trải nghiệm. Mời anh lái xe được không? Đi được. Ôi, mùi băng chua luôn đấy. Em chào chị Huy. À trên nhầm, em chào chị Huyên. Chào chị Huy. Hoa lan đẹp không kìa. Chị Hạnh khỏe thế. Không bị say ạ. Nếu mày phục vụ nhau hay sao thấy liên tục. Em đi rồi anh Hưng ơi. Em đi từ hôm qua rồi. Mà về thì dắt lấy mấy con voi về thì